Hai mọi người, hôm nay mình muốn quay mấy cây ổi của mình cho mọi người xem nè. Cũng mấy tuần rồi mình không có quay. Thì đây là cây ổi Thái không hạt của mình nè mọi người. Đây nè, trái này bị hư rồi nè. Năm nay á, mình thấy nó cũng đậu nhưng mà nó cũng bị rụng nhiều mọi người. Nó không có được như những năm trước. Những năm trước là đậu trái nào là trái đó là lớn luôn, không có bị rụng nữa. Năm nay cũng có thể trời nắng quá hay sao á mà mình thấy nó rụng rụng cũng khá nhiều. Cây vải của mình đó mọi người bị rụng sạch sẽ luôn vì nó nắng quá. Những cái trái mà nằm dưới thấp á thì nó còn được, còn những cái mà trên cao nắng là bị rụng hết. Đây nè, ổi Thái của mình là như vậy, cũng chưa chắc luôn, cũng có thể là bị rụng á. Cái cây ổi Thái này á thì nó rụng, Thái này là Thái Ruby, nó rụng nhiều hơn là cái Thái vuông không hạt. Đây, những cái trái này nó đậu như vậy đó nhưng mà hả cũng có thể là bị rụng, mình thấy nó cũng rụng khá nhiều. Đây, năm nay thì mình thấy cái cây này của mình nó đậu nhiều hơn năm ngoái nhưng mà cũng chưa chắc mọi người, thời tiết bây giờ nó khắc nghiệt quá, nó nóng mà cháy lá luôn. Cho nên bây giờ mình cũng không có biết là mình nên tưới cây nhiều ha, ít hay làm sao, tưới ít nước á thì mình sợ cây nó thiếu, mà tưới nhiều quá thì sợ trái nó rụng. Đó, mà trời thì nắng chang chang luôn. Nhưng mà mình thấy nó cũng đậu khá khá ở trên rồi mọi người. Đó, nhưng mà cũng chưa biết được nữa, nó có thể rụng bất cứ lúc nào luôn á. Nhưng mà thấy nó lớn nhanh không mọi người ha. Mình thích nhất là cây cây ổi Thái là mấy năm trước là nó đậu chi chít, mà năm nay thấy cũng thương, cũng rụng. Cây ổi 7 inch của mình nè mọi người. Đây nè, thấy nó cũng ra bông nè, không, cũng chuẩn bị đậu rồi, cũng không biết là có chắc là đậu không, nhưng mà năm ngoái mọi người thấy mình bị gãy đó. Đây nè, được một trái nè, lớn không? Hôm bữa là nó gãy gần như sát gốc luôn mà hôm nay thấy lớn là lớn luôn nè. Ở đây mình có trồng một cây ổi Đài Loan. Ổi Đài Loan á thường là trời phải nóng thiệt nóng á nó mới đậu trái. Ở đây mình đậu được một trái rồi nè. Ở đây có mấy cái bông để hy vọng coi là nó có đậu hay không. Đây, bông nè, để mấy tuần sau mình quay lại cho mọi người. Hiện tại là nó ra bông chi chít luôn đó. Cây này thì nó thích nóng, thích nắng cho nên là nó sẽ có cơ hội đậu nhiều hơn. Qua bên này mình có cây ổi Thái không hạt nữa, nhưng mà mình nghĩ bông nó cũng rụng khá nhiều á. Nó chỉ đậu lác đác ra đây được một trái. Rồi ở đây thì bông mới nở thôi, cũng chưa chắc nữa. Nhưng mà theo mình thấy là đậu ít hơn năm ngoái rất là nhiều luôn. Đây, trái cũng to mọi người ha, nó lớn nhanh lắm, ổi là nó lớn ào ào luôn á. Nhưng mà tại vì cái cây mình còn bé đó cho nên là mình cũng không có ham đậu trái nhiều, mình cũng phải bỏ bớt thôi, chứ nhiều quá rồi cái cây nó nuôi không nổi, cái trái mình không còn chất lượng nữa. Cái này là Đài Loan Ruby. Đài Loan Ruby thì ông xã mình ảnh ghé năm ngoái mà năm nay được hai trái, mọi người thấy không? Dễ thương không? Đài Loan thì mình thấy nó khó đậu, nhưng mà một khi nó đậu rồi thì nó rất là cứng cáp, nó ít bị rụng hơn là Thái. Thái dễ đậu nhưng mà cũng dễ rụng luôn. Cây tóc của mình nè, chồi lá xâm xê rồi mọi người thấy không? Bông nè, đó, bông nè, nhiều lắm. Mọi người thấy cây cóc mình mùa đông không, nó sơ sát không, mà bây giờ nè, đây chùm này là từ năm ngoái chưa có ăn còn để đó, bông nhiều lắm. Cây cóc nó dễ lắm mọi người, nó chỉ thích nước thôi chứ không cần chăm sóc gì hết á, mình tưới hầu như là mỗi ngày cho nó luôn á. Đó, lớn chưa? Buche của mình á là trái cũng bắt đầu lớn lớn rồi nè. Mình thấy có nhiều anh chị á họ trồng trong chậu á, họ cũng bắt đầu chín để ăn rồi đó mọi người. Để mình cào cào thử coi, nếu mà mình cào cào cái da nó mà nó hết xanh á thì mình có thể ăn được, nó chín. Ô, cái này còn xanh, còn xanh lắm, chưa có được. Tại vì mình nhớ là Sabuche khoảng tháng 9 cây nhà mình mới ăn được, bây giờ mới có cuối tháng 7 thôi, chắc cũng chưa, từ từ không có sao. Đó, năm nay thì đây nè, đậu rồi bị rụng nè, nắng quá mà. Năm nay thì cái cây này nó cũng được được thôi, nó không có nhiều trái như năm ngoái. Năm ngoái thì nhiều hơn. Đó, bắt đầu nó cũng lại đậu đợt 2 đó mọi người, nó ra bông rồi nó lại đậu lai rai đó.
cho nên là cái cây này thích lắm, lúc nào nó cũng có trái trên cây cho mình nhìn đó, không trái lớn, không trái nhỏ thì cũng trái lớn, không trái lớn thì cũng trái nhỏ, nó cứ đậu liên tục vậy đó. Nè, trong này cũng có nè, chùm chùm đó, không có trái nào mềm mềm hết, còn cứng lắm. Mà sabuche là mình đừng có để chín cây nha mọi người, chín cây là nó ngọt còn hơn đường nữa, ăn không nổi đâu. Sabuche là mình phải hái vô, mình bỏ thùng gạo đó, nhưng mình vú nó đó, mình ăn khi mà nó vừa chín tới á, nó còn cứng cứng á, là rất là ngon luôn, ngọt vừa phải. Mà mình mà ăn cái kiểu mình để nó chín như rượu là coi như là ăn không nổi luôn. Đó, cũng lai rai, hy vọng là cái đợt 2 này nó nhiều bông hơn. Tại vì cái đợt đầu á, lúc mà nó ra bông á là mình vẫn còn để trái trên cây mọi người. Cái trái mà của năm ngoái đó, nghĩa là mình phải nên thu hoạch rồi mà mình không, mình cứ để dành, cho nên là nó vừa nuôi trái cũ mà nó vừa ra bông mới, cho nên là nó không có được đậu nhiều. Năm nay là mình rút kinh nghiệm là mình hái sớm luôn để cho nó có sức để nó nuôi cái đợt bông mới đó. Sabuche thì nó cũng thích nước lắm mọi người, mình cũng tưới nó nhiều lắm. Cây lớn rồi cho nên là mình cũng không có sợ là nó úng nước hay gì hết, cứ tưới thoải mái luôn. Mọi người thấy cây xoài Nam Độc Mai của mình không? Mình tưởng năm nay là không có hy vọng luôn rồi đó, mà sáng nay mình ra vườn mình thấy nó có đậu cho mình được vài trái nè, mừng ghê không? Mà không biết có last long nổi lớn để cho mình ăn không, nhưng mà thấy mấy tuần trước là thấy nó rụng thê thảm luôn, thấy là thôi tiêu năm nay không có xoài rồi, mà ai ngờ cũng đậu được vài trái, một cành mà nó được vài trái vậy là mừng lắm mọi người. Đây nè, ra chồi mới nè, rồi ra bông nữa nè, mà mình thấy có hy vọng, tại vì thấy cái nhánh bông nó bị khô nhưng mà nó vẫn có đậu ti ti nè mọi người, đậu rồi nè, là chỉ cần một hai trái trong cái nhánh này là mừng lắm rồi, không có cần nhiều, tại vì nó cũng nuôi không nổi mà có nó đậu chi chít luôn, thì mình hy vọng là nó sẽ được một hai trái thôi, còn hơn là nó không đậu trái nào. Đây nè, giống như chùm này là mình chỉ cần một trái thôi, mình không dám đòi hỏi nhiều, chứ mấy tuần trước là hả nó khô nó đen nó rụng hết trơn luôn đó, rồi năm nay là không có xoài mà ai ngờ cũng được luôn đó. Cây xoài của mình lùn lắm, nhỏ lắm, xoài nó chậm lớn lắm mọi người, tại thời tiết ở đây không có thích hợp á, cho nên là cứ nó lớn được chút lại lạnh rồi lại không phát triển, rồi cứ năm sau lại vậy. Còn cây này là ông xã mình ảnh ghép 3 giống vô thì 3 giống đều thành công hết, thì bây giờ nhánh nào cũng lớn hết trơn rồi đó. Xoài nó thích nước lắm nha mọi người, mọi người cứ tưới thoải mái, đừng có sợ nó bị gì hết, nó rất là thích nước. Mấy cây mãng cầu của mình thì mình thấy ông xã mình ảnh chấm lai rai, nhưng mà trái mới đậu thôi cho nên là chưa có lớn đó, nhỏ nhỏ chút xíu thôi à, cho nên là quay mọi người cũng không thấy rõ, nhưng mình cho mọi người xem là đó, nó cũng đậu lai rai. Thấy ngày nào anh cũng chấm hết, mà mình nghĩ chắc là bữa giờ là chấm cũng đủ rồi đó, chứ nhiều quá mai mốt cũng bỏ bớt nè. Ở đây cũng được vài trái nè, đó thì mình quay sơ sơ cho mọi người xem mấy trái mãng cầu mà nó đậu. Qua tới bên này đó, cây na của mình người thấy ra lá tùm dễ thương chưa, hôm bữa là chơi chọi như mấy cây củi khô á, mà hôm nay lên rồi nè. Đây, năm nay là mình chặt sát luôn cho nó thấp xuống, mà nó nuôi ít trái thôi, nếu mà nó có đậu thì cũng ít thôi, mình không có cần nhiều. Đây, cây đài loan của mình đây, ổi đài loan không hạt, mọi người thấy hôm nay trái nè, lớn chưa. Đài loan đó mọi người, mình thấy nó khó đậu, nhưng một khi nó đậu là nó đậu luôn, nó không có như là mấy cái cây ổi thái kia. Ổi thái thì dễ đậu, đậu thành trái rồi mà rụng rất là dễ, còn đài loan là một khi nó đậu là nó đậu, còn nó không đậu là nó không đậu thôi nè. Nhìn trái nè, đã không đó, coi như là cành nào mình cũng có trái á mọi người. Đài loan rất là thích thời tiết nắng, cho nên là nóng cỡ nào nó càng thích cỡ đó. Trong cái đó mấy cây ổi kia chịu không nổi, rụng hết trơn luôn. Đã lắm. Đây, ở dưới này cũng đậu. Dưới này thì mới bắt đầu đậu thôi, cũng chưa có sure.
Nhưng mà ở trên này là thành trái hết rồi. Trái nhiều lắm. Cái cây mà mình trồng trong chậu cũng trái kinh khủng luôn. Đây là trái nè mọi người. Trái bự 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 không à. Đậu rồi đó. Nhìn thấy đã không mọi người? Mình không biết sao với cái cây như vậy mà trái như vậy thì không biết là có nên để hay không. Tại năm nay là cái năm thứ hai mình có trái của cây này. Năm ngoái thì mình cũng để được vài trái. Cây này mình trồng từ hạt nha mọi người. Cho nên là năm ngoái là mình có trái đầu tiên đó, thì mình để có vài trái thôi. Còn năm nay nè, nó đậu nè. Trái quá trời trái luôn. Đây. Nó thấp thấp mình dễ quay cho mọi người coi. Còn cái cây ổi Đài Loan kia nó cao quá, cho nên là cũng khó quay thấy trái. Nhưng mà mọi người thấy không, có nhiều người nói là người ta trồng ổi Đài Loan 6-7 năm rồi chưa có trái, chưa bao giờ bông nó đậu hết. Hoặc là có người thì cũng y hệt vậy mà đậu được có một trái để ăn thôi. Mà mình cũng không biết mà phải giống như là chỉ cách cho mọi người sao. Mình có sao thì mình đã chia sẻ với mọi người rồi, là cái cây Đài Loan này là nó rất là thích thời tiết nắng. Cho nên những cái lúc mà cái cây của mình nè mà nó ra bông trong cái lúc mà thời tiết mà nó còn lạnh là nó cũng rụng sạch sẽ luôn. Nhưng mà lúc mà nó ra bông trong cái thời tiết thiệt là nóng á là nó đậu hết. Cho nên là mình cũng không biết nói sao, nhưng mà mình thấy cây này nó rất là thích nóng. Thích nóng, thích nước. Bưởi da xanh của mình nè mọi người. Thấy màu lớn chưa? Màu lớn ơi là màu lớn luôn. Nó bằng cái trái giống như là bưởi ổi luôn rồi đó. Mình không biết là cái nó màu lớn như vậy rồi làm sao mà đợi tới tháng 2 để được ăn đây nè, hay là mình được ăn sớm. Mọi người nhìn nè, bự chưa? Nè mình nâng cái bàn tay của mình lên nè. Hình như mình được 7-8 trái gì cây này đó. Bưởi da xanh Bến Tre gì nè. Có nó bự nè mọi người, ở đây cũng vậy nè. Bự chưa? Bự ơi là bự luôn. Người ta nói là trồng bưởi da xanh bên này á, nó không, cái ruột nó không có hồng. Thì để mình coi sao bưởi da xanh mình trồng nó ra sao. Đây. Trái nè mọi người, nhìn đã không, mà cái cây mình nó có to đâu. Cái cây của mình chừng 6-7 feet là cùng à, không có nhiều. Ồ, để mình quay cây ổi Thái của mình. Đây, ổi Thái này mình trồng trong chậu. Mọi người nhớ cái cây này không? Năm ngoái là nó có 6 trái trên một cái cành ống nhát vậy nè. Rồi ông xã mình ảnh chống cây, chống gì, rồi gió nó cũng gãy, nó cũng đổ, rồi cũng ăn đâu có được đâu, trái nó bị héo. Năm nay cho nên mình nói ảnh là để ít ít thôi, để có gì cái cây nó nuôi nổi. Ở đây có cái trái to quá. Đây nè, đó. Cây này chừng 5-6 trái là ok rồi, chứ để nhiều quá nó gãy rồi cũng vậy thôi. Đó, cây này chắc cũng khoảng 5-6 trái á. Nhưng mà hồi trước mình thấy nó đậu nhiều lắm rồi, nó cũng tự rụng đó. Mà năm ngoái nó không rụng nha mọi người. Năm nay rụng quá trời luôn. Bên này có cây bưởi, bên này là bưởi mấy giống luôn á. Năm nay nó đậu được trái bưởi này. Bưởi này mình không biết bưởi gì nữa, chắc cũng là ổi hay là Biên Hòa gì đó. Rồi bên này có một trái da xanh, thì ông sẽ mình ghép nhiều nè. Da xanh bên này. Đây là cây bưởi Tân Triều. Hình như bưởi Tân Triều năm nay có được một trái thôi sao, mình không để ý nữa. Mà mình thấy trái này nằm ngay đây nè. Cây bưởi này thì nó không có đậu trái nhiều như cái bưởi da xanh. Bưởi da xanh nó dễ đậu trái hơn mọi người. Bưởi Tân Triều mình thấy có vẻ là ít đậu trái hơn. Còn bưởi da xanh thì nó dễ hơn hay sao, mình thấy có một trái duy nhất à. Đó, đáng lẽ là cũng không nên để trái nào đâu, phải nuôi cây đó. Đây là cái chậu rau càng cua của mình. Mình thích rau càng cua lắm. Cái này là năm ngoái mình ăn xong rồi nó rớt hột. Năm ngoái mình trồng xong rồi nó rớt hột nè mọi người, nó lên. Trong cái đó lúc mình mấy tháng trước á, mình đợi hoài mình không thấy nó lên. Cái mình mới đi mua hạt về mình gieo. Thì cái hạt mình mua gieo hoài nó không lên mọi người ơi. Mà đây là những cái củ năm ngoái nè, nó tự rụng hạt nó lên nè. Còn mình mua thì nó chả lên gì hết á. Mình cứ tưởng là năm nay mình không có rau càng cua ăn rồi, mà ai ngờ nó cũng lên nè. Mình thích rau càng cua lắm, xanh mướt à.